cái giá trị của cái tác dụng của đá thì nó vô cùng. À, từ một cái cặp đá mà tôi gọi là cặp đá massage đó, mà tôi phải đổi thành cái cặp đá diệu kỳ, thì mọi người phải thấy rằng là cái hiệu quả của nó thế nào. À, nhưng mà vì nhiều người á, là họ nhìn cái cặp đá này á, dưới một cái cặp mắt của một cái chuyện nó rẻ tiền, rồi nó không có đáng gì, và thậm chí nó không có đủ cơ sở khoa học nên các thứ, thấy không? Và người mà chưa có qua sử dụng á, thì rất là hậm hực, vì tại sao một cái cục đá vậy mà nó lại có hiệu quả như vậy, ha? Và thậm chí có người là lên tiếng mạt sát, đó là một cái phương pháp phản khoa học. À, vì họ cho rằng là gan á, thì phải làm cho mát, à, chứ không có gan không có dạy làm nóng bao giờ. Nhưng mà thực ra cái người mà phát biểu á, thực ra họ cũng không có hiểu biết gì về y khoa, mà họ cũng chẳng có học gì đó. Tại vì á, họ dùng cái chữ mát gan á, thì ở trong cái y học á, không có chữ mát gan, à, bởi vì sao? Bởi vì á, chữ gan á, là bên đông y á, là ta dùng là chữ can chứ không phải là gan. Gan là organ, mà can là function, hai cái hoàn toàn khác nhau. À, cho nên á, là nếu mà nói đi gan nóng hay là gan mát á, là cái chuyện đó đông y không bao giờ nói, mà tây y cũng bao giờ nhắc tới. À, thì đông y có nói can nhiệt nè, à, can hàn thì có, nhưng mà nói gan mà để nóng hay là lạnh không có. Cho nên người ta lẫn lộn giữa những cái từ ngữ về đông y cũng như tây y. À, rồi người ta cũng nhầm lẫn giữa cái việc mà sử dụng cái cặp đá là thế nào. Thì có một cái may mắn là hôm nay anh là cái người mà chiêm nghiệm nhiều nhất về vấn đề của đá, thì rất là mong anh nói một cái lời thanh thôi, ha, để cho mọi người lắng nghe. Bởi vì lời nói của anh á, không phải chỉ cho cái lớp học mình đây, mà cho cả thế giới đều nghe cái chuyện này. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.